Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên VMT Doctor. Chào bạn thân mến, hiện tượng viêm âm đạo khi mang thai xảy ra ở 10 đến 20% thai phụ và có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong thai kỳ. Bệnh không chỉ gây ngứa, gây mùi hôi, gây cảm giác khó chịu ở vùng kín mà còn khiến bạn cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của cả bạn và thai nhi. Vậy thì phải làm sao để điều trị viêm âm đạo khi mang thai mà không ảnh hưởng đến thai nhi là điều mà các bạn lo lắng. Đầu tiên, nói về triệu chứng nhiễm nấm khi mà mang bầu. Nấm âm đạo tên là Candida. Những viêm nhiễm này có xu hướng xảy ra ở bất cứ thời điểm nào trong thai kỳ do những thay đổi trong hệ thống miễn dịch tăng sản xuất glycogen để dự trữ năng lượng trong cơ thể và nồng độ estrogen cao hơn. Bệnh thường phổ biến hơn trong quý thứ 2, thứ 3 của thai kỳ. Về biểu hiện của nhiễm nấm là vùng kín ngứa nhiều, khí hư da nhiều hơn bình thường, khí hư màu bột trắng hoặc giống như vẩy trắng bám trên quần lót, khí hư có mùi hôi rất khó chịu và cảm giác nóng rát khi đi tiểu hoặc quan hệ. Vậy thì nó ảnh hưởng đến thai nhi như thế nào? Đa số nhiễm trùng thì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi đang phát triển trong bụng mẹ, tuy nhiên rất khó để các bác sĩ cho biết liệu là nó có ảnh hưởng ở mức độ nào. Và khi mang thai thì có thể ảnh hưởng đến thai nhi theo một trong ba cách, đó là gây hại cho cơ thể người mẹ, khiến người mẹ không thể nuôi dưỡng tốt cho thai nhi hoặc sử dụng các thuốc gây hại cho thai nhi. Tiếp đến là gây hại trực tiếp cho thai nhi bằng cách thay đổi những chỉ số hóa học, sinh học trong cơ thể dẫn đến bất thường khi sinh. Và khi mà bị viêm nhiễm thì còn ảnh hưởng là kích thích chuyển dạ sớm hoặc là sảy thai. Nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi như do vi khuẩn có thể gây ra chuyển dạ sinh non, các bệnh mà lây qua đường tình dục như là viêm gan, giang mai, herpes và HIV có thể lây nhiễm cho thai nhi. Chlamydia là một loại vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng mắt và viêm phổi. Ở bệnh lậu sẽ gây ra chuyển dạ sinh non. Trong quá trình thai nhi đi qua âm đạo của mẹ, vi khuẩn lậu sẽ bám vào mắt, gây nhiễm trùng mắt và có thể gây mù. Các bệnh liên cầu nhóm B có thể gây biến chứng nặng ở trẻ sơ sinh. Trường hợp hiếm gặp có thể gây tử vong. Cho nên là mẹ bầu cũng không thể chủ quan khi mắc viêm nhiễm. Khi mà bị viêm âm đạo thì mẹ chú ý rằng là hạn chế sử dụng băng vệ sinh hàng ngày liên tục, mặc đồ lót rộng rãi, thoáng khí, ưu tiên chất liệu cô tông. Và bạn cần phải hạn chế quan hệ tình dục, thực hiện vệ sinh vùng kín thật tốt trước và sau. Vệ sinh vùng kín hàng ngày phải sạch sẽ, chú ý tập thể dục nhẹ nhàng, duy trì lối sống khoa học, lành mạnh, giữ gìn sức khỏe. Hãy ăn các sản phẩm sữa chua có nhiều lợi khuẩn. Và chú ý rằng là thay đổi đồ lót hoặc là giặt sạch, phơi khô dưới nắng mặt trời. Có thể hãy là quần lót bằng màn lá nóng để tiêu diệt nốt những tế bào, những bào tử nấm còn sót lại ở quần. Và khi chúng ta khỏi rồi thì chúng ta vứt những quần cũ đi và thay bằng những loại quần mới. Thậm chí là chúng ta thay đổi các loại quần, chứ không nên là dùng những loại quần cũ bởi vì vi nấm vẫn còn. Để chữa trị thì các bác sĩ sẽ khuyên bạn dùng các loại thuốc tại chỗ như kem bôi và thuốc đặt thôi, chứ không dùng thuốc uống, và tất cả các loại kem thì đều được chỉ định dùng cho trường hợp mang thai. Không nên dùng băng vệ sinh thường xuyên ngoài thời gian hành kinh. Lau cơ quan sinh dục hậu từ trước ra đằng sau và tắm ngay sau khi bơi. Đồ lót, quần áo ẩm thì tốt nhất là chúng ta nên loại bỏ không được mặc, bởi vì đây là môi trường tốt cho nấm men phát triển. Không thụt rửa âm đạo, tránh các dung dịch vệ sinh nặng mùi có chất tẩy rửa mạnh. Không sử dụng chất xịt thơm vùng kín như nước hoa. Hạn chế ăn đường vì đường thúc đẩy sự phát triển của nấm men. Hãy tập thể dục và nghỉ ngơi nhiều để chống lại nhiễm trùng. Bởi vì là viêm âm đạo không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bạn mà còn tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đến thai nhi. Cho nên là cần phải khám phụ khoa nếu có vấn đề và phát hiện điều trị sớm. Đó cũng là những điều mà bạn cần phải biết. Và xin chào.